Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Tử Vi Tháng. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong cái tháng 6 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong cái tháng 6 âm lịch ấy thì là một cái tháng cực kỳ là may mắn và nhận được nhiều cái vượng khí, nhiều cái cát tinh nó vây quanh, vậy nên những gánh nặng trên vai sẽ được giảm bớt đáng kể. Thưa quý vị, trong tháng thì xuất hiện cái cục diện nhị hợp nó mở ra trước mắt, vậy nên là vạn sự thì hanh thông, các kế hoạch của những người tuổi Mậu Ngọ thì được tiến triển một cách suôn sẻ, công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp cái trở ngại gì đáng kể. Hơn nữa, gia chủ còn có quý nhân phù trợ giúp sức, nên là có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành những cái dự định ấp ủ từ lâu, tỷ lệ thành công trong thời gian này cũng rất là cao. Thêm nữa, cái vận khí nó đang lên, quý vị cũng cần phải tích cực vươn lên, chủ động nắm bắt lấy cái vận khí tốt, cái cơ hội tốt đến với mình. Chỉ cần quý vị cầu tiến, cần mẫn trong công việc thì mọi thứ cũng sẽ đi đúng theo những cái gì mà những người tuổi Mậu Ngọ dự liệu. Dù vậy, quý vị vẫn cần phải lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội kẻo khiến cho cái vận may nó bị tan biến và dễ bị hỏng việc. Bên cạnh đó, trong cái tháng 6 âm lịch này thì cái vận trình tài lộc cũng khá là ổn, do công danh sự nghiệp trong thời gian này cũng được ổn định và có nhiều cái khởi sắc. Cái việc kinh doanh buôn bán thì vẫn tăng trưởng đều và đưa lại cái nguồn thu ổn định và đều đặn. Xong, nếu muốn phát tài lớn thì quý vị vẫn cần phải chờ thời và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhưng dù bản mệnh làm trong lĩnh vực gì đi chăng nữa thì trong thời gian này cũng sẽ được như ý. Bên cạnh đó, tình duyên gia đạo của những người tuổi Mậu Ngọ trong thời gian này cũng khá là tốt lành, do được đào hoa tinh nó che chở. Vậy nên là mọi sự sẽ được hanh thông, gặp cái chuyện khó khăn thì cũng được quý nhân hỗ trợ giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, cái sức khỏe của những người tuổi Mậu Ngọ trong thời gian này cũng được đảm bảo. Quý vị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều quý vị nhé. Xét về cái mối quan hệ địa chi, chúng ta có Ngọ mà gặp Mùi. Chúng ta biết Ngọ Mùi là nhị hợp. Vậy nên trong thời gian này cục diện nhị hợp nó sẽ xuất hiện. Cái vận quý nhân nó khá là vượng, đi đâu hay làm gì thì cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Mậu Ngọ hãy cứ mạnh dạn triển khai những cái dự định đã ấp ủ từ lâu. Quý vị càng sời lời thì cũng sẽ được càng được trời cho và sở cầu thì như nguyện, gặt hái được những cái thành tích lớn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Mậu Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mậu Ngọ 1978 quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh địa chi chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can đúng không ạ? Thì chúng ta có tuổi Mậu Ngọ là thiên can Mậu, tháng 6 âm lịch là tháng Tân Mùi của thiên can là Tân đúng không ạ? Chúng ta có Mậu gặp Tân thì nó là gì? Nó là thương quan. Đấy, cái thương quan nó lâm vận, nó nhắc nhở dù công việc có thuận lợi đến đâu đi chăng nữa thì những người tuổi Mậu Ngọ vẫn phải cần phải đề cao cảnh giác với những cái mối quan hệ hợp tác hay là đầu tư mở ám. Đừng có bất chấp pháp luật mà làm liều, kẻo lại vi phạm pháp luật, vướng phải cái họa lao ngục. Chỉ cần lưu ý trong đầu tư, biết dừng đúng điểm, tránh tham thì thâm là được. Bên cạnh đó thì những người tuổi Mậu Ngọ trong thời gian này cũng cần phải chú ý kiềm chế tốt cảm xúc của mình, tránh để cho tình cảm cá nhân nó xen lẫn vào công việc, kẻo lại gì gặp những cái trở ngại. Quý vị hãy cứ tĩnh tâm hơn một chút để mà suy nghĩ lại những cái việc mình đã làm, chỉ như vậy thì mới có thể kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân. Thêm nữa, trong cái tháng 6 âm lịch này, nó là tháng Tân Mùi, thì trong cái địa chi Mùi nó ẩn tàng ba cái thiên can là Kỷ, Ất và Đinh, đúng không ạ? Thì chúng ta có Mậu mà gặp Kỷ thì nó là gì? Nó là kiếp tài. Mậu gặp Ất nó là chính quan và Mậu gặp Đinh thì nó là chính ấn, đúng không ạ? Như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn còn có cái cát tinh như là chính quan và chính ấn. Vậy để chúng ta cùng xem là cái vận thế nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái tháng 6 âm lịch của những người tuổi Mậu Ngọ nhé. Thì đầu tiên chúng ta có Mậu gặp Đinh thì nó là chính ấn. Nhờ được cái chính ấn nó che chở, nó giúp đỡ, nó tác động,
Vậy nên những người tuổi Mậu Ngọ sẽ đón nhiều cái cơ hội phát triển sự nghiệp hơn. Vận quý nhân nó lại vượng, các dự án hợp tác thì có lợi nhiều hơn, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Cái chính ấn nó cũng sẽ giúp cho quý vị mưu sự thì dễ thành, chí lớn thì cũng được thực hiện, nhiều cái không gian thăng tiến, và gia chủ cũng sẽ thấy nhiều cái việc khó trở ngại trước đó cũng tìm ra được cái phương hướng giải quyết, nâng cao cái vị thế và nâng cao cái địa vị của quý vị, được mọi người kính trọng nể phục, từ đó cũng sẽ giúp cho quý vị có nhiều cái cơ hội được thăng tiến hơn. Thêm nữa, chúng ta có Mậu mà gặp Ất thì nó là gì? Nó là chính quan. Cái chính quan nó xuất hiện trong thời gian này cũng mang lại cái tinh thần lạc quan, cùng với cái thái độ làm việc độc lập. Những người tuổi Mậu Ngọ nói chung cũng rất là tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác là tin tưởng đối với những người khác, thậm chí là mọi người cũng sẽ sẵn sàng làm theo những cái gì mà chỉ dẫn của những người tuổi Mậu Ngọ. Nói chung ấy, trong cái thời gian này thì những người tuổi Mậu Ngọ luôn đầy ắp cái ý chí và tràn đầy cái sức sống, có những cái ý tưởng bứt phá đi trước thời đại. Cái năng lượng này có thể lan tỏa giúp mọi người cũng sẽ suy nghĩ tích cực hơn. Không những thế, có những người tuổi Mậu Ngọ còn có một cái sự chủ động và làm ăn khá là ăn ý. Vì thế mà quý vị hãy chuẩn bị cho mình những ý tưởng táo bạo và cũng sẽ có được những cái thành công như mong đợi trên con đường công danh sự nghiệp. Tiếc rằng là trong tháng này chúng ta có Mậu mà gặp Kỷ thì nó vẫn kiếp tài. Cái kiếp tài nó tác động, đôi khi nó khiến cho tinh thần của những người tuổi Mậu Ngọ thì cảm thấy là bất ổn, cảm xúc thì lên xuống thất thường, có thể gây ra những cái ảnh hưởng xấu đến cái sự nghiệp. Quý vị sẽ dễ nổi nóng vì những cái chuyện nhỏ nhặt, làm xấu đi các mối quan hệ và còn khiến cho bản thân bị gì thiếu đi cái sự bình tĩnh. Các quyết định đưa ra thì trở nên vội vàng hơn, thiếu chính xác. Sự nghiệp thì cũng đứng trước nhiều cái nguy cơ, đề phòng cái vận tiểu nhân trong thời gian này quý vị nhé. Và để hóa giải những cái hung tinh và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, những người tuổi Mậu Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 quý vị nhé. Thì bên cạnh đó, trong cái tháng 6 âm lịch thì những người tuổi Mậu Ngọ có lưu niên thiếu âm, nó trợ lực đúng không ạ? Cái lưu niên thiếu âm nó cũng báo hiệu sức khỏe cũng như là cái các mối quan hệ của quý vị trong thời gian này cũng khá là tốt, không có vấn đề gì đáng nghiêm trọng. Nói chung ấy, trong tháng thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vậy nên những người tuổi Mậu Ngọ sẽ cảm thấy là vui vẻ hơn, phấn chấn hơn. Đặc biệt ấy, là thời gian này những ai mà có quý nhân nữ là nữ giới và những người lớn tuổi ấy, thì cũng sẽ may mắn nhiều hơn nữa. Đó. Thêm nữa, chúng ta cùng xét về cái vận hạn của những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nam mạng quý vị nhé. Thì với nam mạng Mậu Ngọ thì quý vị biết năm 2024 nó Giáp Thìn cũng được đánh giá là một cái năm khá là may mắn đúng không ạ? Thì những người tuổi Mậu Ngọ nếu mà từ đầu năm đến giờ quý vị vẫn gặp toàn những vận xui thì đây chính là cái thời điểm để quý vị bứt phá tiến đến cái thành công rực rỡ nhiều hơn. Quý vị thân mến, trong năm 2024 những người tuổi Mậu Ngọ 1978 gặp cái sao hạn là cái sao Thổ Tú đúng không ạ? Quý vị biết Thổ Tú nó là một cái hung tinh, nó thường đem đến cái sự trở ngại xung khắc, gây ra cái chuyện điều tiếng thị phi. Và trong thời gian này thì quý vị dễ bị tiểu nhân hãm hại, gây ra nhiều cái chuyện là kiện tụng đấy. Bên cạnh đó, trong năm xuất hành thì không có lợi và gia đạo thì bất an, làm ăn thì dễ gặp thua lỗ. Cái sao này nó xấu nhất vào cái tháng 4 và tháng 8 âm lịch, vì vậy quý vị cũng cần phải đề phòng nhé. Thì ngoài cái sao Thổ Tú ra thì quý vị cũng gặp cái hạn năm là cái hạn Ngũ Mộ đúng không ạ? Các cụ nói là Ngũ Mộ hạn xấu tổn tài. Cái hạn này nó sẽ gây ra cái tình trạng là bất an, tiền bạc thì có nhiều nhưng mà dễ bị tiêu tán. Trong năm 2024 thì những người tuổi Mậu Ngọ cũng không tin người thái quá, không nên đứng ra bảo lãnh cho bất kỳ ai vay tiền hay là gì bảo lãnh về tài sản, vì rất dễ bị kẻ xấu lừa gạt lợi dụng mà gây ra chuyện là mất mát cũng như là gì dễ xảy ra chuyện tình trạng là xung khắc. Vì vậy, để mà hóa giải cái cục diện này thì những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nam mạng
Quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo. Đây là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật chuyên để hóa giải cái vận hạn xấu của năm. Trên 6 cạnh của nó có chứa lục tự đại minh chú của nhà Phật. Mặt trước nó có hình viên cầu pha lê và trong nó có chứa cái chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Khi chúng ta sử dụng đèn điện thoại ấy, hoặc là cái đèn laser chúng ta dọi qua thì nó sẽ hiện ra phía trước cái hình tượng Quan Thế Âm kèm theo bảy chú là Bát Nhã Tâm Kinh. Đây là cái thần chú giúp cho quý vị được tịnh tâm an nhiên, khai sáng trí tuệ. Vật phẩm cũng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái sao hạn ấy, sao thổ tú về cái hạn ngũ mộ ấy, thì những người tuổi Mậu Ngọ 1978 Nam Mạng trong thời gian này được cái lưu niên dưỡng nhập mệnh. Nói chung cái lưu niên dưỡng nó cho thấy là những người tuổi Mậu Ngọ vốn là những người chăm chỉ cẩn thận. Ưu điểm của quý vị là luôn được lãnh đạo đánh giá rất là cao. Cái điều này nó giúp ích rất nhiều cho công việc của những người tuổi Mậu Ngọ. Nói chung ấy, quý vị hãy luôn duy trì cái trạng thái tích cực, cái năng lượng hăng hái và sẵn sàng nhận những công việc khó, không ngại nhận thêm những nhiệm vụ mới. Như vậy thì sẽ nhanh chóng ghi điểm trong mắt của cấp trên. Khi mà nắm trong tay cái cơ hội phát triển thì quý vị hãy tự tin thể hiện cái năng lực của bản thân quý vị nhé. Thêm nữa, trong thời gian này thì cái vận trình tài lộc nhìn chung cũng khá là dư giả, chủ yếu là do những cái yếu tố đó là công việc nó thuận lợi, nó đem lại và cái khoản tiền lương, tiền thưởng cũng được tăng lên nhanh chóng. Với những người làm ăn kinh doanh thì có thể quý vị cũng sẽ nhận được nhiều cái lợi nhuận đến với mình, củng cố cái uy tín, củng cố cái danh tiếng và cái địa vị của những người tuổi Mậu Ngọ trong thời gian tới. Thêm nữa, Nam Mạng lại được cái sao Hỷ Thần nó ghé thăm. Cái Hỷ Thần nó cũng là một sao tốt, nó giúp cho cái vận trình nhân duyên, vận trình tài lộc cũng được vượng vận. Đấy, trong năm thì báo nhiều cái hỷ tín, trong nhà có thêm con, thêm cháu, thêm người đúng không ạ? Cũng có thể là chuyện cưới xin. Bên cạnh đó, công việc nó cũng sẽ gặp được nhiều cái thuận lợi do cái hỷ tín nó báo về. Vậy nên trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải tập trung cho công việc và cố gắng nắm bắt, đừng có để cái vận may nó bay đi mất quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta xét về cái nữ mạng đúng không ạ? Nữ mạng thì trong cái năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, thì cũng được đánh giá là một cái năm mà cũng có nhiều cái khởi sắc trên cái vận trình của mình. Thưa quý vị, trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì những người tuổi Mậu Ngọ 1978 nữ mạng thì lại gặp cái sao Văn Hớn đó. Quý vị biết Văn Hớn nó là một cái hung tinh, là một cái sao xấu, nó chủ về bệnh tật, chủ về gì, cái họa huyết quan đó, và cái công danh sự nghiệp, công việc thì nó gặp nhiều cái bất lợi. Trong gia đình thì gặp nhiều cái chuyện bất an đấy. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức cẩn trọng. Nói chung ấy, gặp cái hạn này thì mọi sự nó đều ở cái mức trung bình và không có cái sự đột phá. Quý vị cũng cần phải đề phòng những chuyện thương tật, chú ý sức khỏe hoặc là gì, tránh cái họa thị phi. Bên cạnh đó thì để hóa giải cái sao thổ tú ấy, và cái hạn ngũ mộ ấy, thì những người tuổi Mậu Ngọ 1978 nữ mạng nhé, quý vị luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Đây là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật. Mặt trước nó có hình chữ vạn, mà sau là chữ phúc. Phía dưới nó là một cái viên đá ruby. Đây là một cái loại đá quý trong phong thủy, được sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp. Khi mang theo bên mình nó sẽ giúp cho quý vị được tịnh tâm an nhiên, khai sáng trí tuệ. Khi đó thì nó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi và hóa giải những cái vận hạn, những khúc mắc, những mâu thuẫn đó. Vật phẩm đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng quý vị nhé. Kính thưa quý vị, thì trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, vào cái tháng 6 âm lịch năm 2024 thì những người tuổi Mậu Ngọ nữ mạng lại được cái lưu niên Mộc Dục nó ghé thăm. Quý vị biết Mộc Dục nó là một cái sao tốt, nó mở ra nhiều cái quan hệ tốt đẹp cho những người tuổi Mậu Ngọ nữ mạng trong thời gian này. Công việc thì dễ có sự đồng hành của quý nhân, đánh đâu thì thắng đó, mở ra nhiều cái cơ hội để thăng tiến. Cái điều quan trọng là quý vị cần phải chủ động nắm bắt, đừng có để cơ hội nó tuột khỏi cái tầm tay. Bên cạnh đó, nữ mạng thì có thể nhận được
nhiều cái sự hỗ trợ từ cái vận trình của mình, nhiều các tinh nó vây quanh, gánh nặng trên vai của quý vị cũng được gì giảm bớt đáng kể và không còn trong tình trạng là mất phương hướng nữa. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì gia chủ cũng tìm lại được cái sự hứng khởi, nhiệt tình và sông sáo của mình trong công việc. Thời điểm này, cái tinh thần làm việc càng ngày càng hăng say, cái sức sáng tạo và cái sức nhiệt tình cũng sẽ mang lại những cái thành công bất ngờ cho những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Vì vậy, quý vị hãy cứ kiên trì thì cái gì cũng được. Đó. Bên cạnh đó, cái sự chủ động cũng sẽ giúp cho những người tuổi Mậu Ngọ gây được ấn tượng tốt với quý nhân. Quý vị đừng sợ mình không làm được. Chỉ cần các bạn muốn thì có rất nhiều cách. Hãy tự tin vào cái năng lực của bản thân và đừng có ngại xin ý kiến hay là sự giúp đỡ của những người khác. Không chỉ công việc mà cái phương diện tài lộc của những người tuổi Mậu Ngọ trong thời gian này cũng sẽ có những cái hứa hẹn gặp nhiều cái biến động theo chiều hướng có lợi cho các bạn. Cái việc kiếm tiền, tăng thêm thu nhập nó cũng khá là suôn sẻ. Tiền bạc nó tích lũy được cũng rất là nhiều. Nhưng mà dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch để tránh gặp cái tình trạng là gì? Chưa gì đã trắng tay. Thêm nữa, với những người tuổi Mậu Ngọ nữ mạng trong thời gian này lại gặp cái lưu niên Tấu Thư, thì cái Tấu Thư nó cũng là một cái sao tốt, nó mang lại cái vượng vận quý nhân cho những người tuổi Mậu Ngọ. Trong thời gian này quý vị cũng sẽ giỏi ăn nói, khéo léo hành xử trong các mối quan hệ. Vậy nên đây cũng là một cái cơ hội để cho những người tuổi Mậu Ngọ thể hiện cái khả năng của mình. Quý vị cũng sẽ biết được mình cần phải làm gì để giữ lại những khách hàng và gia tăng thêm những khách hàng mới. Bên cạnh đó thì trong thời gian này, cái tài ăn nói cũng như cái tài thuyết phục của những người tuổi Mậu Ngọ khiến cho gì nhiều người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị. Vậy nên là gì, quý vị cần phải nắm bắt được cái vận thế của mình để mà gì tăng cường cái cát khí và hóa giải những cái hung tinh quý vị nhé. Kính thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong cái tháng 6 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.